Rồi, xin chào tất cả anh em nha. Hôm nay em tiếp tục quay để giao lưu đến các anh em một số các mẫu kéo cưa kềm cặp. Đó, hôm nay có những mặt hàng rẻ hơn, có những mặt hàng chất lượng giá nó lại cao hơn một tí xíu anh em nha. Đó, nhưng mà dù như thế nào ha, thì em cũng cố gắng cân đối để bao ship cho anh em nha. Và cũng như là cho anh em thử hàng, test hàng tại nhà nha, không cần phải thanh toán trước nha anh em. Anh em thanh toán cho nhân viên ha. Đầu tiên đây là cái cưa Đài Loan nha anh em, cưa Đài Loan. Cái loại này á thì dài đây, made in Taiwan ha, dài là 16 phân nha anh em. Đó, dài là 16, dài chiều dài cái lưỡi là 16 phân, bề rộng là 3 phân rưỡi. Đó, tính luôn cái răng cưa nha anh em. Đó, cái lưỡi cưa rất là sắc bén, với chức thép là SK5, xin lỗi SK4, công nghệ của Nhật nha anh em, chức thép của Nhật, sản xuất tại Đài Loan nha anh em. Rồi, cái cưa này lúc giờ em vẫn giao lưu với anh em là 130 ha, em chưa bao ship, 130.000. Rồi tiếp theo nữa là cây cưa Hàn Quốc. Cây cưa này thì bán rất là ngon anh em, rất là chạy, ai xài cũng khoái hết. À, cây cưa này thì anh em có thể là cưa những cành lớn hơn cái cây cưa hồi nãy ha. Cây cưa hồi nãy thì anh em có thể là dùng để cưa những cái vị trí nó khó hơn, như cưa những cành từ từ cổ tay chỗ lui. Đó, còn cái cây này á thì từ cổ chân, cổ chân là anh em cưa được hết nha anh em. Cái cưa này, cái cưa Hàn Quốc nha anh em, chiều dài là 21 phân. Đó, là đây có cái lẫy bóp nè, nó có hai nấc để chúng ta có thể là cưa cho nó phù hợp với cái vị trí ha. Đó, chiều dài cái lưỡi là 21 phân nha anh em, rất là đẹp, cái cưa rất là mẹp đẹp. Cái màu này nè anh em, dục mà đỡ có rớt đâu anh em, tìm nó cũng dễ ha. Đó, cái cưa này rất là bén luôn anh em, cưa rất là nhanh, cái lưỡi rất là bén, sắc bén luôn. Đó, cái cưa này thì cái bề rộng của cái lưỡi là 4 phân nha anh em, tính luôn cả cái răng cưa nè. Rồi, cái cưa này em sẽ giao lưu với anh em là 220.000 ha. À, em sẽ bao ship cho anh em luôn 220.000. À, sẽ ở một cái cưa rất là đẹp, rất là bền, chất lượng Hàn Quốc nha anh em, Hàn Quốc đó chứ không phải là hàng tôm bậy nha anh em. Đó, 220.000 thôi, có cả cái lỗ để chúng ta xỏ dây đây. Rồi, đúng chất cưa bonsai luôn ha. Rồi, tiếp theo nữa là em sẽ giao lưu với anh em là kéo. Hôm trước có anh em hỏi em cái về cái kéo đập nguyên khối. À, thì hôm nay em có lấy về, để lấy về có máy cày thôi. À, để giao lưu với các anh em này. Anh em nào có nhu cầu thì gọi điện cho em nha anh em. Lúc trước anh em có hỏi em là cái kéo nguyên khối, đập nguyên khối như kiểu là cái kìm cạp vậy anh em. À, đập nguyên khối luôn nha. À, nhưng mà hàng Nhật nha anh em, chứ không phải hàng tầm bậy nha anh em. Đây, à, cái này là không phải hàng hộp nha anh em. Hàng sản xuất tại Nhật đàng hoàng, nhưng mà nó không có đóng hộp giống như là những cái mẫu kia. Đó, cái kéo này thì anh em xài biết bao giờ cho hư anh em, siêu bền như con trâu vậy. Đó, nhìn anh em, nhìn con ốc là anh em biết cái hàng cái chất lượng như thế nào rồi ha. Đây, ốc này anh em có thể là vặn vô nè. Cái kéo này thì xài biết bao giờ cho hư, siêu bền. Đó, một số anh em là hỏi em vì mục đích nó bền này, đập nguyên khối này anh em. Không những vậy mà cắt cũng rất là bén nha anh em. Cái kéo này thì em sẽ giao lưu với anh em theo cặp, với cái kềm cặp cặp xéo. Thì cái này á, thường là chúng ta sử dụng để chúng ta cắt rễ, cắt nó vị trí trong gốc trong đồ anh em, đa phần là vậy nha. Đa phần là thích hợp như vậy. Thích hợp chúng ta đi 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 đào mai, hay là đi xử lý rễ mai, gốc mai này, nên xử lý lại cái bầu đất gì kia đó, đa phần là vậy. Cái kéo nó rất thích hợp nha anh em, rất là cui. Ví giống như con trâu vậy đó. Cái lò xo nó gài dính vô đây nè anh em, nó có một cái gờ để nó gài dính này, không có rớt được đâu. Đó, rất là mềm, rất là nhẹ nhạy nha anh em. Đó, cắt rất là đã luôn. Đó, thôi cái kéo đó với lại cái kềm, cái kéo này ha, Nhật đàng hoàng nha anh em, chứ không phải hàng tầm bậy nha anh em. Rồi, tiếp theo đó là cái cặp xéo. Cái kẹp xéo này là hàng Đài Loan nha anh em,
chiều dài là 21 phân. Cái cặp xéo này thì lúc trước giờ em cũng giao lưu với anh em rất là nhiều rồi. Hồi lúc giờ em giao lưu với anh em là 390 ngàn một cây đó. Tại bây giờ anh em có mua thì em sẽ giao lưu theo cái cặp này để anh em giá mềm giao lưu cho anh em chơi cho vui luôn. Đó, hai hàm răng rất là sát nhau nha. Đó. Nhưng mà anh em lưu ý ha. Đó. Cái cặp này nè, cái răng của nó nè, không phải giống cái bấm móng tay nha anh em, nó không có thể nào mà hai cái răng nó dính lại được với nhau đâu. Nè, cặp thử cho anh em xem nè. Đó, anh em thấy không? Đó. Một bên đó, nó giữ lại. À, thì một bên nó cắt nha anh em. Anh em phải sử dụng cạp là sử dụng vậy nha anh em. Nó không giống cái bấm móng tay nha, một cái lưỡi nó trùm lên một cái lưỡi vậy nè. Đó. Nhưng mà nó là rất là sát, hai cái lưỡi rất là sát với nhau anh em nha. Bấm nó đứt cục luôn chứ không phải là cù nhây đâu. Nè, một bên giữ nha, một bên cắt anh em thấy không? Đó. Nó một cái lưỡi nó cắt, một cái lưỡi nó giữ nha anh em. Đó. Rất là nhẹ nhàng nha anh em. Không có tốn lực đi hết. Đó. Nó có thể thay thế được một cái kéo cắt được luôn anh em, thay thế được một cái kéo cắt cành luôn anh em. Nó rất là bén, rất là sát nhau anh em. Anh em có thể nghiến đứt bịch ni lông luôn nè, chứ không phải đơn giản nha anh em. Rồi. Đó. Em sẽ giao lưu theo cặp. Cái này chiều dài 21 phân nha anh em, đập nguyên khối. À, một cặp này em sẽ giao lưu anh em là 500, em bao ship nha, 500 quá rẻ luôn. Nội cái cây kèm cạp không, lúc trước là em giao lưu là 390 rồi đó. Khi này anh em mua cặp thì em sẽ giảm giá kịch sàn cho anh em chơi luôn. Một cặp này chỉ có 500 ngàn thôi, quá rẻ luôn. À, 500 ngàn một cặp. Về Nam tha hồ cắt ha. Cắt cạp thoải mái. À. Rồi tiếp theo nữa, em sẽ giới thiệu anh em cái kéo Nhật. À, cái kéo Nhật này bây giờ nó lên giá nha anh em. À, sẵn cái cạp rồi em giới thiệu luôn cái cạp này cho nó xong luôn nè. Cái cạp này là cái cạp tròn thép đen, chiều dài 21 phân nha anh em, hàng Đài Loan. Đây. Nó cũng tương tự cái cặp đa năng hồi nãy nha anh em. Đó. Đập nguyên khối. Đó. Một cái răng nó chùm lên một cái răng nha anh em. Chứ không phải hai cái răng nó dính nhau nha. Không phải nó dính giống cái bóng tay đâu. Dính với nhau là không thể nào anh em cặp được. Đó. Dính nhau thì hai cái răng nó dứt nhau là mẻ liền. Đó. Anh em thấy không? Đây. Đó. Rất là sắc bén bén nha anh em. Đó. Rất là sắc bén. Đó. Cạp thử cho anh em xem luôn ha. Đó. Nhiều anh em nói sao cạp mềm vậy mà sao gửi không biết có mềm không, biết gửi về cắt nó sao, thì cho anh em thử hàng. Đó. Anh em về anh em test giống vậy nè nha anh em, giống y cái clip em quay, em là uy tín chất lượng, không có tầm bậy tầm bạ. Đó. Quay cái nào là gửi cái đó, hàng lỗi thì em nói em báo với anh em là hàng đó em chưa gửi được, do nó còn một cây hai cây nó bị lỗi vậy đó, em đang quá trình đổi, em vẫn nói với anh em rõ ràng như vậy ha. Cái loại nào nó bị lỗi thì em sẽ vừa có gửi, mà hàng em gửi đi là phải là ok, em phải test chất lượng đàng hoàng em mới gửi nha anh em. Cho anh em thử hàng, test hàng tại nhà, không cần phải thanh toán trước nha, uy tín chất lượng của anh em luôn. Cây này thì bây giờ em giao lưu với anh em là 360 ngàn nha, em bao ship. Đợt này về mấy cái hàng này nó rẻ nha. Cái nào nó mềm thì em sẽ giao lưu giá mềm nha, cũng là chất lượng giống như lúc đợt trước nha anh em, chứ không phải là hàng vớ vẩn nha anh em, chứ không phải là bán giá mềm là nghi ngờ về cái chất lượng nha anh em. Đó. Anh em cứ yên tâm, anh em cứ về test giống y cái clip mà em quay nè. Đó. Nếu mà cái chất lượng nó có kém hơn clip này thì anh em có quyền trả. Rồi, có 360 thôi, em bao ship nha. Rồi, tiếp theo nữa cái hàng kéo Nhật, nội địa Nhật đàng hoàng nha anh em. Hàng Made in Japan đàng hoàng. Anh em đừng có nhầm với cái cây này với cái dòng Sanda nha. Dòng Sanda thì nó có rất nhiều loại. Anh em mua ngoài thị trường, anh em không có biết được đâu. Dòng Sanda nó có một loại 1, loại 2, loại 3.
anh em mua chúng cái dòng sinh đa loại một á thì trà xài cũng là chất lượng luôn anh em, cũng không có thua kém như thằng này đâu. Nhưng mà cái thằng này nó chỉ có một loại một, nó không có loại hai loại ba nha anh em. Thì cái loại này lúc trước anh em giao lưu với anh em là 3 1.7, bây giờ lên giá 10.000 nha anh em, cái nào lên em nói lên. Lên giá 10.000, 380, xin lỗi 180.000, em chưa có bao ship nha, 180.000 không có hàng ra luôn anh em, không có hàng để lấy luôn. Nó đã lắm, xài anh em mà bỏ có 180.000 mà anh em sở hữu được cái kéo Nhật, anh em cắt chất nhất chất, không thể nào mà có cái giá này mà anh em mua ở chợ mà có đâu nha, không bao ship nha anh em, 180 không bao ship. Khi anh em mua kèm hai sản phẩm thì em sẽ bao ship nha. Hai sản phẩm thì em sẽ bao ship. Ví dụ anh em mua hai cái kéo giống nhau một cái loại này thì em cũng bao ship nè, hoặc là một cái kéo này với một cái sản phẩm gì đó nữa thì em cũng sẽ bao ship cho anh em luôn, cân đối bao ship cho anh em luôn nha. Cắt ni lông như cắt giấy luôn đó, cắt cành là ngọt ngọt ngay luôn đó, đưa vô là đứt ha. Rồi 180.000 đó, anh em sở hữu một cái kéo chất hàng chất 180.000 nha anh em. Rồi, em không bao ship nha. Anh em mua kèm, ví dụ anh em mua kèm cái cây này đi thì em sẽ bao ship cho anh em nha. Cây này á là 80.000 một cây nha anh em. Anh em mua kèm này đó thì nó là 160, xin lỗi 260, em sẽ bao ship ha, 260.000. Cái kéo này á em khoái nó là một cái là nó có cái răng nhuyễn nhuyễn này nè. Đó. Cái răng rất là nhuyễn nha anh em. Khi anh em kẹp anh em cắt cái cành ví dụ giống vậy đi đó, thì nó sẽ dính cái cành lại nè, nó không có tuột cái cành về trước nha đó, anh em thấy không đó. Và anh em sử dụng cái kéo tỉa này á thì anh em sử dụng đúng mục đích nha, ví dụ anh em tỉa cái đầu này nè thì chỉ có những đầu nhỏ thôi nha, những đầu nhỏ hay dâm giống vậy nè thì mới sử dụng được, còn anh em cắt cành lớn như hơn như vậy nè thì anh em phải cắt sát ra đây cho em nha, chứ không anh em cắt cành lớn nhưng anh em cắt bằng cái mũi này. Rồi em gọi điện đổi thừa em là cắt nó không có đứt, cái kéo kéo mục đích là tỉa dâm nhưng mà bao cho anh em cắt cành lớn vậy nè, nhưng anh em phải cắt sát cái trong này nha. Và anh em chú ý nha, cắt là phải đứng cái kéo lên nha, đứng cái kéo nó vậy nha, cho anh em đừng có cắt nghiêng nha, cắt nghiêng thì cái gì cũng hư được, nó cái kéo nên đừng cắt nghiêng kiểu này nha, cắt nghiêng kiểu này không có chịu nổi đâu nha. Cái kéo này cái kéo tỉa dâm. Nó là kéo tỉa chứ không phải là kéo cắt, nhưng mà là cái chất của nó là anh em không cho anh em cắt những cái cành lớn này luôn nè, mà anh em phải cắt sát ở đây cho em nha. Đó, cắt sát ở trong cái phần lớn phần trong của cái kéo nè, cho anh em cắt luôn 80.000 một cây. Đó, cho anh em test tại nhà luôn. Rồi một cặp này nè, đó một cặp này 260 nè, em sẽ bao ship nè, còn cái loại này cho anh em cắt thoải mái. À, anh em ha, nghiêng ngã gì do thoải mái. Anh em thấy không? Đó. Một cặp 2.6 ha, em sẽ bao ship, đó, 260.000 một cây nè. Đó. 260.000 một cây. Đó. Còn bên đây á, một cái kéo Nhật nữa nè. Đó. Này mỗi cây nó có mỗi ưu điểm khác nhau. Cây bên này thì cái siêu độ bền. Bén thì cũng rất là bén luôn. Đó. Nhưng mà một số anh em thì thích cái mẫu này, số anh em thì thích cái mẫu kia, thì cái loại này hôm nay nó cũng lên giá nha anh em. Thì em lấy về nó lên giá thì em sẽ đi giao lưu lên giá thôi. Đó. Do nó không có hàng ra, không có hàng để lấy anh em nha. Rồi cái kéo này á chiều dài nó 20 phân nha, ngắn hơn cái cây kia 1 phân. Đó. Cắt thì không có thua kém như thằng kia đâu anh em ơi. À, cũng bén, mỗi cây một ưu điểm khác nhau à, không có thể nào so sánh được, nhưng mà nó độ bén thì vẫn phải bao cho anh em luôn. À, rồi cây này em sẽ giao lưu với anh em là 160 nha, 160 em không bao ship nha anh em, hàng có hộp đàng hoàng nha anh em. Có hộp đàng hoàng, trường hợp nào mà em mất cái hộp rồi thì em nói em mất cái hộp bớt 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 lại nha anh em. Nhiều khi gỡ cái hộp xong ra vậy nè, test còn cây hay cây gì đó xong cái hộp dục đâu mất tiêu anh em, kiếm ra với hàng có hộp đàng hoàng nha anh em.
Rồi khi anh em mua một cặp này là em bao ship ha. Đó. Thì cái cây kéo cán đỏ trắng, thì cây này cặp này á là 260 nè, cặp kia là 240. Rồi tiếp theo là con dao ghép, con dao ghép thôi. À, tiếp theo là giới thiệu anh em cái luôn cái con cái một cây này đi. À, còn một cây duy nhất nha anh em, một cây duy nhất này anh em chốt gửi luôn là 400.000, một còn một cây duy nhất. Ừ. Cặp xéo thép trắng dài 21 phân đó. Đây nó khuyết vậy nha anh em, nhà sản xuất nó làm nha, chứ không phải em làm khuyết đâu nha, nó vậy đó, người ta mài vô đó, nó dày, người ta mài mỏng nó vậy đó anh em. Ừ. Đây nè, một bên nè, nó mài một bên nha anh em. Ừ. Anh em sao về anh em nói ủa sao nó bị lõm một lửa vậy, nó vậy đó nha anh em, nhà sản xuất người ta làm nha đó. Thì cái lưỡi kia nó mới chùm lên được nha anh em, chứ không phải em có em chế nó ra đâu nè. Đó đó, một lưỡi chùm lên một lưỡi nha anh em, là cắt thử cho anh em xem nè nè. Đó, anh em về có anh em đừng có nhìn mắt thường nha anh em cứ về anh em cắt thử, nếu mà nó không giống như clip này thì anh em trả hàng. Ừ. Nè đó, nó không có giống như clip này anh em trả hàng nha. Ừ. Nè cắt cái mắt luôn nè đó, em thấy không, một bên giữ một bên cắt nha anh em. Ừ. Một bên giữ một bên cắt đó, luôn luôn nó vậy ha, cặp là nó vậy. Rồi 400.000 một cây duy nhất. Ừ. 400.000 bao ship cho anh em luôn nha. Rồi tiếp theo là con dao ghép, con dao ghép này hàng Nhật luôn, hồi lúc giờ em quay lên là bao nhiêu là hết bấy nhiêu anh em ơi. Đó, ăn như gỏi luôn á, hàng Nhật đàng hoàng anh em, made in Japan. Đó, hàng chất thép này thì thôi anh em xài biết bao giờ cho nó hư, nó lục tí thì anh em liếc. À, anh em có thể dùng những nhám mịn á, anh em vuốt hoặc là anh em sắm cục đá mài nhớ mà nhuyễn á. Ừ, anh em liếc giống liếc dao thọc huyết heo vậy đó. À, mài biết bao xài biết bao giờ cho hư anh em nha. À, Watashi. À, hàng Nhật, cái lưỡi này thì biết bao giờ cho hư là được nó. Rồi một cây dao ghép này em sẽ không công khai giá nha, anh em muốn giao lưu thì anh em gọi điện trực tiếp cho anh em nha, gọi điện trực tiếp cho em nha để chốt đơn hàng ha. Rồi những mặt hàng này em lấy đại diện ra để quay cho anh em xem thôi, còn khi gửi thì em sẽ gửi những cái số khác, số trong thùng đàng hoàng nha. Rồi khi mà anh em chốt đơn thì anh em gọi điện hoặc nhắn tin qua số điện thoại cũng là số để gọi và cũng như là Zalo nha. Xin chào, hẹn gặp lại anh em.